Ở bài trước tôi đã xóa đi hai ô tô, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt thêm ô tô vào cho cảnh sinh động hơn. Sau đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn xuất hình. Tôi chuyển qua phần Object. Bây giờ chúng ta chuyển qua ô tô ở đây và chọn một loại ô tô ở đó. Chúng ta chuyển qua xe con và tôi sẽ chọn loại ô tô con này. Bây giờ tôi nhấn W, zoom gần lại, nhấn E thấp xuống và vào trong luôn để chúng ta đặt ô tô ở đây. Tôi thấp xuống một xíu nữa, nhấn phím Space thấp xuống và tôi xoay một góc, nhấn F zoom ra. Thật tuyệt vời, tôi sẽ đặt ô tô ở chỗ này. Sau khi được rồi, tôi sẽ chỉ định vị trí ô tô ở đây. Và nhấn S, tôi sẽ cho hai chiếc. Trước khi cho chiếc thứ hai, tôi sẽ xoay. Và đương nhiên, tôi bấm vào Edit để có thể đổi màu. Tôi chọn màu đỏ đi, tôi thích màu đỏ. Ok. Sau đó tôi chọn ô tô tiếp. Tôi bấm chiếc thứ hai ở đây. Nhấn S và Space. Khá tuyệt rồi. Chúng ta cùng nhau nhấn W vào một chút nữa. Nếu như chúng ta xa quá thì ô tô chúng ta định vị chưa đúng. Tôi nhấn S chút. Ok. Chúng ta lại đi quá xa rồi. Tôi đẩy vào trong một chút nữa. Rồi, bây giờ thì ok. Tôi bấm chuột trái một lần. Chúng ta ô tô thứ hai và tôi tiếp tục xoay. Hai cái màu đỏ thì trông ghê quá, tôi sẽ không để cái này màu đỏ. Tôi tiếp tục edit. Tôi thích một chú màu xanh. Thật tuyệt phải không nào các bạn? Bây giờ tôi nhấn S và zoom ra. Hoàn thành quá trình. Quy, cao lên. S. Quả nhiên là dễ dàng đúng không nào? Chuột phải để chúng ta xoay. Ngay và luôn, chúng ta sẽ cùng nhau học cách xuất hình. Để xuất hình cùng các hiệu ứng, chúng ta chuyển về phần máy ảnh đây, photo, tôi bấm chuột trái vào. Và đương nhiên rằng, tôi di chọn chuột lên trên này. Tôi chọn phần này. Tôi sẽ chọn một góc và bấm Take Photo. Chúng ta đã chụp một tấm hình rồi và đã được cập nhật vào đây. Nếu như chúng ta muốn chụp tấm hình thứ hai, chúng ta sẽ chuyển qua đây và bấm vào đây. Các bạn có thể xoay hướng khác, chỉnh khẩu độ ống kính vân vân. Còn bây giờ, tôi sẽ giới thiệu với các bạn các hiệu ứng. Tôi bấm vào Effect. Các bạn chuyển qua phần Weather. Hiệu ứng đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là Glow Mây. Chúng ta có thể thay đổi vị trí của mây bằng cách di chuyển Particle. Mây có thể biến đổi. Các bạn thấy sự biến đổi không ạ? Các vị trí đã được thay thế nhau. Còn Glow Spell này chỉ có tác dụng khi các bạn xuất video mà thôi. Ở đây Master Glow màu chúng ta tăng giảm mây. Nếu như tôi tăng lên thì mây sẽ nhiều hơn. Rất dễ dàng phải không nào? Lower Mount, tầng mây thấp, tôi kéo lên, che phủ nhiều hơn. Và đây chúng ta có hai glow, mây cao. Rất rõ ràng phải không nào? Và phần Glow Direction này cũng tương tự như vậy. Chúng ta chỉ hỗ trợ ở phần video, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau. Độ sáng của mây. Tóm lại, Lumion hỗ trợ chúng ta rất chi tiết. Và độ mềm của mây. Ngoài ra, chúng ta có thể tẩy bớt độ mềm đi bằng sử dụng công cụ Slow Glow Removal này. Tôi tăng lên này, thì mây bớt mềm và giảm đi thì mây sẽ mềm hơn. Sáng của bầu trời. Rất chi tiết và hỗ trợ đầy đủ. Các bạn có thể giảm này đi để chúng ta thay thế các loại mây khác nhau. Tăng hoặc giảm, chúng ta đều thay thế được. Và mây cao cũng vậy. Quá dễ dàng phải không nào? Nếu như các bạn xuất một tấm hình hay một video cần chất lượng cao của mây thì chúng ta có thể bấm vào phần này, on lên. Khi chúng ta on phần này lên thì render sẽ rất lâu. Và đương nhiên rằng thời gian bỏ ra nhiều thì video hoặc tấm ảnh chúng ta sẽ đẹp hơn. Nếu như chúng ta cần một tấm ảnh cực kỳ đẹp thì các bạn nên bấm vào chức năng này. Còn bây giờ tôi sẽ xuất một tấm hình dựa vào những gì tôi đã chỉnh. Tôi xuất dạng email, tôi bấm vào đây. Và tôi sẽ lưu. Tôi chọn thư mục thứ ba PayPal. Tôi đặt tên. Hoặc là mây cho dễ. Và đương nhiên rằng chúng ta sẽ nhấn Save và chờ trong giây lát.